trên 9 tháng 10 ngày không trọn vẹn. Những em bé sinh non, sự sống mỏng manh, cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ và những phép màu. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bác sĩ của bạn trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình của chúng tôi có sự đồng hành của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người mẹ thì quá trình mang thai là một hành trình hạnh phúc, nhưng mà đi kèm với đó là rất nhiều những cái khó khăn, thử thách. Với những cái trường hợp sinh non, đặc biệt là những cái thời gian sinh mà nó càng xa ngày dự sinh bao nhiêu thì cái khó khăn lại càng trở nên nhiều hơn, thậm chí là nó đe dọa đến sức khỏe, đến tính mạng của cả mẹ và bé. Điều đáng nói là trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ mà sinh non thì ngày càng gia tăng. Trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này qua clip sau đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sinh non là tình trạng co bóp tử cung xảy ra thường xuyên, dẫn đến cổ tử cung người mẹ giãn nở bất thường, khiến thai nhi ra đời sớm trong khoảng thời gian từ tuần 22 đến trước tuần 37 của thai kỳ, tính từ ngày đầu kỳ kinh cuối cùng. Sinh non thường được chia ra 4 mức độ: sinh non muộn, tuổi thai từ 34 đến 36 tuần 6 ngày; sinh non vừa, tuổi thai từ 32 tuần tới dưới 34 tuần; sinh rất non, tuổi thai từ 28 tới dưới 32 tuần; và sinh cực non, tuổi thai dưới 28 tuần tuổi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn với chủ đề Phút vàng sau sinh trẻ cực non. Và ngày hôm nay thì để cùng tìm hiểu về những cái giải pháp để hỗ trợ can thiệp y tế kịp thời đối với những trường hợp sinh non thì chúng tôi đã mời đến chương trình các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, Bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Hữu Thiều Trương, Phó Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian quý khán giả theo dõi chương trình thì có thể tương tác với chúng tôi theo hai cách: gọi đến số điện thoại quen thuộc của chương trình là 0234 3826 449 hoặc là theo dõi trên địa chỉ fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, gửi những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị theo địa chỉ fanpage này. Chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với các bác sĩ ạ. Bác sĩ có thể giải thích cho khán giả được biết là cái lý do vì sao, cái nguyên nhân vì sao lại dẫn đến cái tình trạng sinh non ạ? Sinh non thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân từ bà mẹ, có những nguyên nhân từ em bé, và cũng có những trường hợp người ta không tìm được nguyên nhân, cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Mà những cái nguyên nhân thường gặp từ bà mẹ, ví dụ như là bà mẹ đã từng có cái tiền sử sinh non trước đây. Cái thứ nhì nữa là những cái khoảng cách sanh, ví dụ như cái khoảng cách sanh lần trước với lần này nó quá gần, trong vòng có một năm là đã sanh nữa, hoặc là quá xa, trên 5-7 năm rồi mới sanh lại lần thứ nhì. Hoặc là cái tuổi của bà mẹ quá trẻ, ví dụ dưới 18 tuổi, hoặc là những cái tuổi bà mẹ hơi lớn tuổi, trên 40, và những cái bệnh lý ở tại cái cơ quan sinh dục, cái cổ tử cung nó bị ngắn quá, nó bị hở eo, nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng đường sinh dục, hoặc là bà mẹ có bị xuất huyết âm đạo trong thai kỳ. Ngoài ra thì bà mẹ có các bệnh lý nền mãn tính, ví dụ như bà mẹ có cao huyết áp, tiểu đường, cái bệnh lý về tự miễn dịch, thì những cái yếu tố đó cũng có khả năng làm tăng cái nguy cơ sinh non. Bên cạnh đó, những cái nguy cơ từ em bé, ví dụ như là một cái thai nó có những cái dị tật bẩm sinh, có thể nó yếu hơn, hoặc là đa thai, nhiều con như vậy, nhiều thai như vậy thì cái nguy cơ sinh non nó cũng cao hơn. Thưa bác sĩ Trương ạ, vậy thì bác sĩ có thể giúp cho khán giả hình dung những cái dấu hiệu nào thì cho biết là có cái nguy cơ sinh non đang chuẩn bị xảy ra? Nếu mà sản phụ mà mang thai mà chưa tới 37 tuần tuổi mà thấy có những cái dấu hiệu, ví dụ như là bị đau bụng từng cơn tăng dần, hoặc là có ra dịch âm đạo bất thường, hoặc là có những dấu hiệu bất thường khác, ví dụ như là bị mờ mắt, bị phù tăng lên, hoặc là nhận thấy là cái nhịp tim thai có vấn đề, tức là thai cử động ít hơn. Đó, thì khi đó mình cần phải đi khám sản sớm để phát hiện, cũng như là để dự phòng sớm cái trường hợp sinh non. Hoặc là có những dấu hiệu cảnh báo đến vấn đề là nguy hiểm cho bé, mình cần phải khám sản để mà có thể có những cái biện pháp can thiệp hoặc là dự phòng cho sinh non.
Cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin vừa rồi. Và chúng tôi thì muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với một cái phóng sự mà chúng tôi đã ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh trước khi chúng ta quay trở lại trò chuyện với hai bác sĩ. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính trên toàn cầu có khoảng 15 triệu trẻ sinh non ra đời, chiếm tỷ lệ 1 phần 10 trẻ sơ sinh. Có khoảng 10% các trường hợp mang thai có nguy cơ sinh non. Tại Việt Nam, theo các tài liệu báo cáo chung, tình trạng sinh non ngày càng tăng. Trung bình cả nước, tỷ lệ sinh non khoảng 7%. Trẻ sinh non càng ít tuần tuổi thì nguy cơ mắc bệnh càng cao và khả năng nuôi dưỡng khó. Có những cái ca mà cứu sinh non rất là kỳ diệu đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh với cái phác đồ là phút vàng sau sinh, phải không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cái phác đồ này là gì và tại sao người ta gọi là phút vàng mà không phải là giờ vàng? Cảm ơn câu hỏi rất là hay của Hương. Thì cái phác đồ phút vàng là cái phác đồ mà được áp dụng đặc biệt cho những cái trẻ mà sanh rất non và cực non. Tức là bác sĩ sản cũng thông báo cho bác sĩ Nhi biết là có một cái trường hợp sanh rất non, cực non như vậy, chuẩn bị ra đời. Thì có một cái sự phối hợp để bên bác sĩ sản cũng chuẩn bị cho bà mẹ ngay từ trước khi sanh với những cái liều thuốc tiêm, thuốc trưởng thành phổi để hỗ trợ tiêm cho bà mẹ, nhưng mà giúp để bảo vệ cái sự trưởng thành phổi cho em bé sơ sinh. Truyền magie sulfate cho bà mẹ từ trước khi sanh để có thể bảo vệ não cho em bé sanh non. Đó là một cái sự phối hợp sản nhi từ trước sanh. Và ngay sau sanh thì cái phác đồ phút vàng đó được áp dụng. Như vậy là với hàng loạt các cái biện pháp chuẩn được thực hiện ngay tính từ những cái giây phút đầu tiên em bé chào đời, là em bé sẽ được giữ ấm trong cái môi trường mà nhiệt độ của phòng sanh, phòng mổ. Và như vậy là em bé sẽ được đặt trên một cái mâm vô trùng ở trên cái bụng của mẹ. Và em bé được bọc trong cái túi giữ ấm. Song song đó là chúng ta thấy là cái cuốn rốn nó vẫn còn. Người ta chưa có kẹp rốn liền ngay. Mà người ta sẽ hỗ trợ hô hấp cho em bé bằng những cái phương pháp cung cấp những cái thông khí áp lực dương để cho phổi của em bé được nở ra. Và kích thích thở em bé dù là rất là yếu ớt, rất là chậm, nhưng mà cũng khuyến khích để cho cái phổi của em bé được nở ra thông khí trước khi kẹp rốn. Và song song đó thì em bé sẽ được theo dõi cái độ bão hòa oxy liên tục để cung cấp cái oxygen phù hợp. Tại vì oxygen mà nếu mà thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng em bé nó thiếu oxy. Nhưng mà nếu quá dư thừa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không tốt lên trên sự phát triển của phổi, lên sự phát triển của mắt. Em bé dễ bị những cái bệnh lý võng mạc về sau. Cái độ bão hòa oxy là chúng ta giữ trong 5 phút đầu là nó được khoảng 80-85%. Đó là cái mục tiêu để mà ổn định cái hô hấp của em bé sớm nhất. Cho nên là đó là những cái vấn đề mà chúng ta phải theo dõi liên tục. Thì cái phút vàng nó là một cái quá trình nó liên tục. Nhưng mà người ta muốn nhấn mạnh tới cái 60 giây đầu sau sanh của em bé là cái khoảng thời gian vàng rất là quý mà các bác sĩ nhi khoa chúng ta phải tận dụng để chúng ta hồi sức em bé theo đúng những cái chuẩn kỹ thuật trong vòng 60 giây đầu. Chúng ta tính từng phút, từng giây để có thể kịp thời can thiệp về mặt y tế, cứu sống một em bé chào đời với một cái thời gian ngắn ngủi như vậy. Cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Thì bác sĩ Trương ạ, phác đồ này thì nó có cái gì đặc biệt so với những cái phác đồ trước đây tại Việt Nam? Cái điểm đặc biệt nhất của cái phác đồ mà giờ phút vàng á, so với những phác đồ khác á, là đây là một cái hướng dẫn, một cái quy trình rất là chặt chẽ theo một cái trình tự thời gian. Tức là họ phân công một công việc cụ thể cho từng bác sĩ, cho ekip hồi sức, cho điều dưỡng nữ hồi sinh, điều dưỡng tiếp nhận tại hồi sức sơ sinh. Và có một cái quy định về công việc cũng như là thời gian cụ thể. Ví dụ như trong 60 giây đầu tiên mình làm gì, rồi 50 phút đầu tiên mình làm gì, rồi những phút kế tiếp mình làm gì. Thì những cái quy định đó để mà đạt được mục tiêu là trong vòng 60 phút đầu tiên thì em bé được ổn định về mặt hô hấp, về mặt thân nhiệt. Tức là sau 60 phút là em bé phải được vô trong lòng ấp và nhiệt độ không bị hạ. Rồi ổn định về mặt đường huyết, tức là em bé sẽ có một cái đường truyền. Tức là tất cả mình phải trong vòng 60 phút đó mình phải ổn định hết cho bé. Sử dụng một cái phác đồ là phút vàng sau sinh thì đối với trẻ sinh cực non
thì so với trẻ sinh non thì nó có những cái khó khăn gì hơn? Về mặt hô hấp á, những em bé này á, thì tỷ lệ thở mà không xâm lấn mà bị thất bại á, thì cũng cao hơn những em bé sinh non khác. Tức là em bé mình có hỗ trợ hô hấp nhưng mà em bé nó vẫn không có thể tự thở. Thì cái đó mình phải theo dõi sát để mình có cái chỉ định đặt nội khí quản cho kịp thời. Cũng như thở những cái chế độ thở cao hơn, ví dụ như là thở rung tần số cao. Về mặt thân nhiệt á, thì em bé cũng dễ bị hạ thân nhiệt hơn so với những em bé sinh non khác. Và trong quá trình hồi sức đó, mình phải luôn luôn để em bé trong cái môi trường ấm ở dưới cái giường sưởi để cho thân nhiệt không có bị hạ. Vấn đề về tuần hoàn á, thì em bé nó cũng dễ bị hạ áp hơn những em bé khác. Do đó mình cũng phải theo dõi sát cái huyết động học. Và em bé cũng bị dễ hạ đường huyết hơn những em bé sinh non khác. Do đó mình cần phải thiết lập một cái đường truyền tĩnh mạch sớm, đảm bảo nhu cầu dịch cho bé. Và cũng có một cái tốc độ đường đủ để đảm bảo cái nhu cầu đường cho bé. Vấn đề trẻ cực non nó cũng là một thử thách lớn trong vấn đề mà làm xét nghiệm máu. Tại vì bây giờ mình hình dung đó, một em bé mà khoảng 700-800 gram á, thì so với một cái người mà 70-80 kg á, thì nhỏ khoảng 100 lần. Phải rất là thận trọng trong vấn đề là chỉ định xét nghiệm cho những em bé, tại vì nguy cơ thiếu máu rất là cao. Và em bé sinh non, cực non á, thì có những cái biến chứng sớm sau sanh, ví dụ như là bị xuất huyết trong não thất hoặc là còn ống động mạch. Rồi sau đó những cái biến chứng muộn, ví dụ như là viêm ruột hoại tử và nguy cơ nhiễm trùng thì luôn luôn có. Do đó trong suốt cái quá trình mà từ giờ phút vàng cho tới những chăm sóc về sau thì mình phải luôn luôn đảm bảo cái vấn đề là chăm sóc sạch, vô khuẩn. Và còn một quá trình rất là dài, 2 tháng, 3 tháng sau đó nữa, và mình phải theo dõi suốt trong thời gian đó. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ được sinh ra bình an, trọn vẹn là một cái điều hạnh phúc. Một cái đứa trẻ sinh non, vượt qua những cái nguy hiểm để có thể lớn lên thì đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Phút vàng sau sinh được xem là một cái phép màu để giúp cho nhiều đứa trẻ sinh non ra đời được khỏe mạnh, bình an. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng xem một cái phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện. Vợ chồng anh Huỳnh Nhật Hòa đã đồng hành cùng y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong hành trình diệu kỳ, giành giật sự sống cho con mình. Khi mà em biết bé sinh non thì hai chồng em buồn lắm, suy sụp lắm. Em bé sinh ra mới ở tuần thai thứ 25 và chỉ nặng 740 gram. Sau sinh sức khỏe bé vô cùng yếu. Với sự phối hợp của khoa sản và khoa sơ sinh, em bé được thực hiện cấp cứu theo phác đồ Phút Vàng một cách nhanh chóng, chuẩn xác. Sau đó tình trạng của bé dần được chuyển biến tích cực. Khi mà biết bé được như vậy đó, ôi hai chồng em mừng lắm, vui lắm. À, hạnh phúc khi mà biết bé vẫn còn có cơ may có thể sống cùng em được. Từ khi thành lập, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã cứu sống được rất nhiều trường hợp trẻ sinh non, sinh cực non, giúp những em bé có cơ hội được lớn lên khỏe mạnh và bình an. Những cái hình ảnh hết sức là xúc động phải không ạ? Bản thân tôi thì cũng đã từng mang thai, cũng đã từng trải qua 9 tháng 10 ngày với rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc của một cái người mẹ. Và có lẽ vì vậy mà tôi hiểu rõ những cái khó khăn mà một cái người phụ nữ phải trải qua trong suốt những cái ngày tháng mang thai như thế. Việc theo dõi này rồi chăm sóc sau cái phút giờ vàng cấp cứu đối với sản phụ và trẻ sinh non thì không biết là chúng ta sẽ có những cái lưu ý đặc biệt như thế nào thưa bác sĩ Trương ạ? Khi người mẹ được thông báo về những cái yếu tố nguy cơ từ con á, thì người mẹ có thể hình dung là có chuyện gì cũng có thể xảy ra với con mình hết. Thành ra người mẹ có thể suy nghĩ rất là nhiều và có thể rơi vào tình trạng là bị lo lắng quá mức và bị trầm cảm. Do đó cái việc mà hỗ trợ về tinh thần cho gia đình, tức là mình cùng một cái chiến tuyến để mà mình có thể giúp bà mẹ vượt qua được những cái khó khăn về mặt tâm lý trong chăm sóc rất là quan trọng. Về phía em bé thì sau khi giai đoạn giờ phút vàng á, thì đa số những em bé sinh non á, thì mình sẽ theo dõi về vấn đề là hô hấp, vấn đề về tiêu hóa. Những em bé mà cực non hay rất non á, thì mình sẽ lại phải theo dõi về vấn đề về tuần hoàn. Ví dụ như trong tuần đầu tiên á, thì những em bé đó cần phải nuôi ăn tĩnh mạch. Nhưng mà đối với những em bé rất non hoặc cực non thì cái khả năng mà dung nạp sữa kém hơn những em bé khác. Do đó cái tốc độ cũng như cái lượng sữa đưa vào nó cũng sẽ ít hơn. Và cái thời gian để mà em bé có thể tiêu hóa hoàn toàn sữa, tức là mình không cần phải cung cấp đường truyền tĩnh mạch nữa, nó cũng sẽ dài hơn những em bé mà sinh non khác. Về vấn đề hô hấp á, thì những em bé đó có thể cần hỗ trợ hô hấp một thời gian trước khi mà em bé có thể tự thở một cách hiệu quả. Và trong suốt quá trình đó thì những cái nguy cơ liên quan đến ví dụ như là viêm phổi hay là bệnh phổi mạn thì cũng là một trong những cái cản trở làm cho cái việc tự thở của bé sẽ khó khăn hơn. Và do đó mình cũng cần phải theo dõi để mà hỗ trợ cho cái việc đó. Và khi mà tới một giai đoạn mà em bé được ổn định về mặt về hô hấp, về tiêu hóa, tức là bé ăn tiêu rồi, ăn tiêu hoàn toàn được, thì bắt đầu mình sẽ đến giai đoạn mà tăng cân. Thì bác sĩ là phải chú trọng tới vấn đề dinh dưỡng,
tức là mình phải cung cấp một cái lượng dịch, một cái lượng năng lượng phù hợp, cân đối để cho bé phát triển tối ưu, để bé có thể bắt kịp được cân nặng. Về vấn đề mà lâu dài á, thì sau khi một cái giai đoạn mà điều trị hồi sức sơ sinh, thì khi em bé xuất viện thì mình cần phải tiếp tục theo dõi về mặt bệnh tật. Về phát triển tâm thần vận động thì liên quan tới vấn đề về nhận thức, ngôn ngữ với lại vận động, thì mình cũng cần phải được tái khám thường xuyên để mình xem thử là em bé có đạt được những cái mốc phát triển giống như những em bé đủ tháng hay không. Cái quá trình mà điều trị một em bé sinh non á, là một cái quá trình lâu dài, có một sự cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ekip bác sĩ điều dưỡng cũng như gia đình. Và đó là lý do vì sao mà bác sĩ cũng chia sẻ rằng là đó là một cái khoảng thời gian mà không chỉ em bé nỗ lực, đúng không ạ, nỗ lực mạnh mẽ để có thể được khỏe mạnh, thì bản thân những người mẹ rồi những người thân họ cũng trải qua một cái giai đoạn vô cùng khó khăn với đầy những cái lo lắng bất an cho con mình. Cảm ơn các bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Lúc này thì có một khán giả đã gọi đến số điện thoại của chúng tôi và mong muốn được các bác sĩ tư vấn. Mời các bác sĩ lắng nghe. Xin chào bác sĩ ạ. Bé nhà em sinh non lúc 28 tuần 2 ngày, được 1 kg. Hiện tại thì bé tròn 2 tháng và được 1,8 kg, đã không còn nhiễm trùng và ngưng kháng sinh. Thế nhưng bé bú nuốt bình rất là yếu, mỗi lần bú thì chỉ tầm khoảng 10 đến 15 ml. Vậy bác sĩ cho em hỏi là trẻ sinh non mà bú nuốt yếu như thế này thì có sao không ạ? Dạ vâng, thì cái trẻ sinh non thì cái phản xạ bú nuốt yếu á, thì chúng ta biết là nó là do cái vấn đề phải đủ tới cái tuần tuổi, thường thường tới 34 tuần thì bé mới bắt đầu có cái phản xạ bú. Và trong cái giai đoạn mà 26-27 tuần mà bé đã ra đời rồi thì dĩ nhiên là cái giai đoạn đó ở trong bệnh viện sẽ được các cái bác sĩ và điều dưỡng dùng những cái phương pháp là truyền đường tĩnh mạch và phối hợp là mình đặt một cái ống thông vào dạ dày để mình cung cấp cái sữa cho em bé. Và song song đó thì khi em bé lớn lên thì khoa sẽ phối hợp với lại cái bộ phận vật lý trị liệu để các bạn tập cái phản xạ bú cho em bé và rất là kiên nhẫn mỗi ngày. Từ từ một cái lượng ít một giống như trong trường hợp của bạn 10cc, 20cc và sẽ tăng dần. Khi mà thiếu thì mình lại phải đặt cái ống mình bơm thêm, bơm thêm cho đủ cái nhu cầu của em bé. Và khi cái sức bú của em bé nó tăng lên, nó sẽ tăng mỗi ngày từ 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 từ. Và nó đòi hỏi là cái khoảng thời gian ít nhất cũng phải là sau 34 tuần thì cái phản xạ bú của em bé nó mới bắt đầu là nó hoàn thiện từ từ cho tới 37 tuần. Đó, 37 tuần là cái mốc em bé nó đã đủ ngày đủ tháng, thì khi đó cái phản xạ bú nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Em bé bú nó sẽ ít bị sặc, ít bị ọc hơn. Cho nên cái vấn đề này thì bà mẹ cũng phải hết sức là kiên nhẫn và sẽ cùng với lại bác sĩ điều dưỡng trong bệnh viện đó, mình sẽ tập kiên nhẫn, tập cái phản xạ bú của con từ từ. Cảm ơn bác sĩ đã vừa đưa ra những cái lời khuyên cho cái câu hỏi mà khán giả đã gửi tới cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, một em bé sinh non thì sẽ có nguy cơ gặp phải rất là nhiều những cái vấn đề về mặt sức khỏe, thậm chí là tỷ lệ sống thấp nếu như không được can thiệp y tế kịp thời. Và để có thể giảm thiểu cái nguy cơ sinh non cũng như là những cái rủi ro mà việc sinh non mang lại, các bác sĩ cũng đã khuyến cáo một vài những cái lưu ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mang thai an toàn, nuôi con khỏe mạnh là cả một hành trình dài. Do đó, trong quá trình mang thai, thai phụ cần theo dõi mọi diễn biến bất thường của cơ thể, khám thai và siêu âm định kỳ để kịp thời phát hiện biểu hiện dọa sinh non nhằm có biện pháp ứng phó phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, không nên đợi sinh trẻ ra đời mới chuyển viện, nên sớm chuyển thai phụ có nguy cơ sinh non tới bệnh viện có khoa sản và trung tâm hồi sức sơ sinh. Với những cái thông tin thiết thực thì hy vọng là các thai phụ thì sẽ lưu ý để thực hiện để có một cái thai kỳ thật sự khỏe mạnh và bình an. Và chương trình bác sĩ của bạn của chúng tôi thì vẫn đều đặn lên sóng vào 19h35 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV8. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề của chương trình bác sĩ của bạn tuần sau. Thiên chức cao đẹp của phụ nữ. Đau đớn vượt cạn để trở thành mẹ. Y học hiện đại đã có phương pháp giúp cho phụ nữ sinh nở không còn là nỗi ám ảnh. Đón xem chương trình bác sĩ của bạn, Sinh không đau, những điều cần biết, 19h35 thứ 6 ngày 8 tháng 7 năm 2022 trên VTV8. À,
Thưa quý vị và các bạn, với cái sự tiến bộ của y học hiện đại thì cái số lượng trẻ sinh non có cái cơ hội sống sót ngày càng cao, và thậm chí là một vài cái con số được chỉ ra rằng trẻ sinh ở 26 tuần tuổi thì vẫn có khoảng 50% cơ hội được sống sót. Với cái phác đồ phút vàng sau sinh thì trẻ sinh non, sinh cực non sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách kỹ lưỡng từ khi chào đời để giúp các bé có thể khỏe mạnh để sẵn sàng bước vào cuộc sống tươi đẹp này. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia chương trình và cung cấp rất là nhiều những cái thông tin bổ ích cho quý vị khán giả. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ của bạn. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Sau đây mời quý vị cùng chuyển sang địa chỉ fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam để lắng nghe các bác sĩ tư vấn về những câu hỏi của quý vị đã gửi về.